Thì bây giờ tới cái VN Index này chúng ta thấy nè, cái dòng tiền của nó duy trì và nó cần qua cái mốc này, cái mốc 1001. Và đối với dòng tiền tăng cao thì 1001 không là vấn đề gì. Chứ đừng nghe những gì chúng nó nói, bây giờ chúng nó nói là lên tới 1001 là đỉnh rồi, chạy thôi. À, chạy hay không chưa biết ha. Nhưng mà lên tới 1001 dòng tiền nó tiếp tục duy trì cao, nó tăng lên và nó duy trì. Đừng có nói 1001, cái gì cũng qua được. Bởi vì sao? Dòng tiền là sức mạnh, chúng ta hiểu. Thành ra chúng ta nhìn thị trường, chúng ta nhìn một cái view. Ví dụ như bạn mua cổ phiếu nào đó, bạn mua ngàn, bạn mua 10.000, bạn bán 11.000, rồi nó tăng lên 12.000 mấy trăm, bạn mua 12.000, các bạn bán 13.000, cái bạn mua 15.000, các bạn bán 16.000, các bạn mua 19.000, bán 20.000, xong rồi lần cái vèo xuống 15.000, lỗ cả chì lần chà, mất hết. Trong một con sóng tăng, thay vì các bạn đánh dài, các bạn đổi qua, các bạn đánh tôi mua 10.000, là từ dưới lên trên tôi mua tới 10.000 rồi tôi hết tiền mặt. À, nó có cái hộp tích lũy ở 11 chẳng hạn, mà tôi thấy cái hộp tích lũy đó dòng tiền vẫn tăng, vẫn duy trì, vẫn mạnh dần lên, tôi mua thêm. À, tôi mua thêm nó vượt qua được rồi, nó có cái cạn 12 chẳng hạn, 12 nó tích lũy dòng tiền vẫn tăng, nó vẫn mạnh, tôi nợ margin tôi múc luôn, tôi múc 12 rồi chẳng hạn. Rồi khi nó lên hay không lên gì không biết, tôi chặn cái giá nào đó. Đến khi một con sóng tăng trong ngắn hạn bởi dòng tiền đầu cơ cao, hay kể cả 100 đại sóng, thì khi nào thì các bạn sợ? Khi nào các bạn sợ? Khi NAV của mình suy giảm, mình mới sợ. Tôi không sợ vậy, tôi chỉ sợ NAV tôi tiêu. Tôi sợ vậy thôi. À, thật ra trong một con đại sóng là các bạn cứ quýnh đi. À, quýnh kịch kim, quýnh thoải mái. Nợ là múc. Miệng sao? NAV mà nó xuống tới mà, ví dụ NAV nó giảm đi 10% là bắt đầu run đó. À, lúc này mới biết sợ nè ha. Và tôi thấy đó, các bạn trading tốt, các bạn đánh tốt, khi mà NAV các bạn có điều kiện đồ đầy đủ, khi mà NAV của bạn còn 85-90% thì bán trong mọi giá. Và đương nhiên chúng ta phải bán ở cái mức nó thử đỉnh. À, nó thử đỉnh thường là mất 10%. Còn khi mà chúng ta hên, chúng ta vào cái nhịp mà vào cái dòng cổ phiếu mà nó tăng cuối, tức là thị trường nó điều chỉnh rồi nhưng một số nhóm ngành nó vẫn còn tăng. Nếu như thế thì chúng ta thấy tín hiệu thị trường điều chỉnh rồi, chúng ta hạ dần. Cách thứ hai là cái cổ phiếu đó nó ảo, nó giả lắm, và cách chúng ta đầu cơ lên là chúng ta giảm dần. Giảm dần. Không mua thêm, giảm dần. Cái cách thứ ba là chúng ta thấy định rồi chúng ta bán. Mất lời thôi mà, đúng không? Và trong tất cả các con sóng, đại sóng, sóng nhỏ, sóng to trên thị trường, tôi chưa bao giờ tôi thấy tôi ăn được có đỉnh cả. À, khi mà mình bán chốt lời, kiểu gì NAV tiền lời của mình nó chỉ còn 85%, 90% thôi, là nhiều lắm rồi, có khi 80% thôi. Như vậy là gì? Khi nào thì chúng ta xác nhận được cái sự đảo chiều là khi cổ phiếu đó giảm 20%. Muộn rồi. Hả? Tại vì chúng ta đánh lớn ngay từ đầu lên trên là chúng ta giảm dần, không ngược lại, không? À, giống như hồi nãy tôi nói tiếp đó. À, mua 19 rồi lên 20 bán 20, tôi nói tiếp đó. Mua 21 bán rồi lên rồi lên tới 30 cứ mất vậy đó, tức là không ăn trọn, mình cứ ăn xíu liếm miếng rồi con ngày không, nó thành thói quen. Giống như chúng ta quay trở lại cái chuyện con cá vậy đó. À, các bạn nuôi bầy cá đi, ngày đầu tiên các bạn gõ kẹn đồ, cá nó biết bạn là ai đâu. Các bạn lấy cái chuông ra, bạn gõ bén, thả thức ăn xuống, cá nó không ăn. Nó đâu biết đâu. Nhưng mà các bạn gõ tới lần thứ 3 trở đi, bắt đầu cứ gõ miết, cứ ngày nào tới gõ. Không? Rồi, tới ngày cuối cùng ta gõ bén, cá nó vào hết lưới, vợ lên úp. Mẹ cuối cùng. Thế là nó canh cái lúc đó. Đầu tư là vậy đó. Tới cái lúc mà các bạn quen rồi, thói quen rồi, tới cái lúc all in rồi là cái lúc nó sụp đổ. Người ta chết, chết khi chiến thắng chứ không phải là chết. Còn những cái người người ta mua ở đỉnh vẫn không chết, bởi vì nó quay lại nó thử đỉnh. Nên đừng có sợ thị trường mà dòng tiền tăng,
duy trì tăng, không có gì sợ. Không thể hiểu như vậy. Thành ra những người mà trong cái sóng lớn của thị trường ấy, đánh cả con sóng trả lời bao nhiêu hết, mà trong cái giá cổ phiếu thì tăng 7 tới 10 lần không? Ít nhất mình lời 7 tới 10 lần chứ. Đánh cả con sóng 2020, 2021 lời có 5, 70, 200%. Tới lúc nó giảm 5 ngày thì thôi banh rồi. 5 ngày đó là tiêu.